Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong video hôm nay mình vừa tìm được một cái sàn thương mại điện tử nhưng mà có thể giúp chúng ta kiếm được tiền online luôn các bạn. Vì cái sàn điện tử này nó cũng mới thôi, nó hỗ trợ cho chúng ta có thể là nhập hàng chỉ với một nút bấm và kiếm được cái tiền lãi rất là đơn giản luôn. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn cách làm nha. Ok, thì ở dưới video của mình sẽ có một cái đường link màu xanh. Các bạn sẽ nhấp vào cái đường link màu xanh phía dưới video, phía dưới phần bình luận hoặc là phía dưới phần mô tả của video này. Thì nó sẽ có một cái trang đăng ký như thế này, các bạn chỉ cần là nhập cái tên người dùng, sau đó các bạn điền cái mật khẩu của các bạn và các bạn nhập cái mã giới thiệu là 4368756. Sau đó các bạn bấm đăng ký nha, đăng ký cực kỳ đơn giản luôn. Chúng ta đăng nhập vào thì các bạn sẽ thấy cái trang chủ của nó là một cái trang thương mại điện tử với rất là nhiều cái sản phẩm khác nhau được đăng bán trên cái trang chính nè. Và sau đây có cái phần phân loại nè, mình có thể chọn những cái danh mục như là thực phẩm, mỹ phẩm, trang phục, đồ thủ công, mỹ nghệ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền đối với cái nền tảng này. Thì đầu tiên á, các bạn bấm vào cái phần là quản lý bán hàng nha. Các bạn bấm vào cái mục quản lý bán hàng này thì nó sẽ yêu cầu các bạn nhập cái số căn cước công dân và cái địa chỉ nơi ở của bạn. Thì bạn chỉ cần nhập vào hai dòng là địa chỉ nơi ở và cái số căn cước công dân là các bạn sẽ vào được cái trang quản lý về bán hàng như thế này. Ở cái trang này á, thì nó sẽ thống kê cho mình cái số lượng cái đơn hàng mình đã bán nè, tích lũy bao nhiêu đơn chờ giao hàng nè, và số tiền mình bán hàng nè, và lợi nhuận mình kiếm được ngày hôm nay là bao nhiêu nè, và lợi nhuận tích lũy là bao nhiêu nè, tiền mình cọc là bao nhiêu. Nó sẽ hiển thị đầy đủ ở đây nha. Ok, trước khi mà bắt đầu kiếm tiền á thì mình phải nạp vào đây một cái số tiền để mình nhập hàng về để mình bán thì mới kiếm được tiền lãi nha các bạn. Thì mình bấm vào cái phần là ví của tôi nè nha. Đó, mình bấm vào đây nè. Xong mình bấm vào cái nút là nạp tiền nha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái số tiền cần nạp. Đối với cái nền tảng này thì nó yêu cầu mình á nạp ít nhất là 50.000 và mình rút ít nhất là 50.000 nha các bạn. Ví dụ các bạn muốn nạp 50.000 thì các bạn sẽ nhập vào 50.000 nè. Xong rồi là các bạn bấm chắc chắn nha. Rồi, thì ở đây sẽ có một cái trang với những cái thông tin như là tên chủ tài khoản, số tài khoản, cái nội dung chuyển khoản nha bạn. Cái nội dung lời nhắn á, tức là cái nội dung chuyển khoản, bạn phải nhớ copy cái nội dung lời nhắn này và cái nội dung chuyển khoản của bạn để tiền nó vào đúng cái tài khoản app của các bạn nha. Các bạn qua cái app ngân hàng á, các bạn chuyển tiền xong thì khoảng từ 5 đến 10 phút sau thì tiền nó sẽ được cập nhật vào trên nền tảng app nha. Rồi sau khi bạn nạp tiền khoảng từ 5 đến 10 phút sau thì số dư của bạn nó sẽ hiện ở đây nha. Thí dụ các bạn nạp 50k thì nó sẽ hiện 50k ở đây. Rồi các bạn quay trở lại cái phần quản lý bán hàng nha. Rồi bạn sẽ quan sát là ở đây bạn thấy cái phần tiền cọc của bạn, nếu nó đã có 50.000 ở đây rồi á thì các bạn mới bắt đầu là đi bấm vào nhập hàng nha. Thì các bạn sẽ dự trù trên cái kinh phí mình có, mình nhập, mình muốn nhập bất cứ cái hàng nào cũng được. Đó, mình lựa chọn rất là nhiều sản phẩm ở trong đây, nhưng mà yêu cầu là tối thiểu các bạn phải nhập là 10 cái sản phẩm. Thí dụ như các bạn nạp 50.000 á thì các bạn chọn vào đây, bạn tích chọn vào đây ha, và bạn chọn số lượng. Bạn chọn số lượng, bấm dấu cộng này lên để chọn số lượng. Thí dụ như các bạn chọn 10 cái sản phẩm này là cái kẹp nè, với giá là 19.900 đồng, các bạn bấm vào cái nút là nhập hàng. Rồi, sau đó là mình thoát trả ra, mình bấm mũi tên quay lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái bước là danh sách sản phẩm. Mình vào cái mục danh sách sản phẩm nha các bạn. Rồi mình bấm vào cái mục là trong kho. Rồi mình check vào những cái sản phẩm mình vừa mua nè. Sau đó mình bấm vào danh sách bằng một cú nhấp chuột nè, mình đưa những cái sản phẩm này lên kệ mình bán nha các bạn. Đó, mình bấm vào là những cái sản phẩm này sẽ được đăng lên trên trang chủ để bán. Đó, mình bấm vào mục đang bán là mình sẽ quản lý được những cái sản phẩm mình đang bán nha các bạn. Ok. Rồi các bạn cứ để đó bán khi nào có người mua. Khi nào có người mua thì bạn sẽ quan sát ở trong đây thì nó đang cái số lượng đơn hàng là 4 nè. Nó đang thông báo cho mình cái số lượng đơn hàng ở đây là 4, là hiện tại là đang có 4 người đã mua hàng của mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào cái mục là cửa hàng của tôi. Rồi các bạn nhớ thường xuyên vào kiểm tra, nếu mà có người mua thì mình phải bấm giao hàng nha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm mũi tên mình thoát ra. Rồi các bạn vào cái phần là giao hàng nè. Bấm vào hàng giao hàng để xem là có cái đơn hàng nào đang lên hay không. Đó, thí dụ như là đó, có người mua nè, đã thanh toán nè. Có người mua đã thanh toán nè các bạn. Đó, tổng cộng của mình đã đang bán được 4 đơn hàng nè. Thì các bạn phải vào bạn kiểm tra và bạn bấm cái chữ là gửi hàng đi. Bạn bấm vào chắc chắn nè. Đó, bạn bấm vào từng cái sản phẩm, bạn bấm vào gửi hàng, bạn bấm chắc chắn nè. Bấm gửi hàng, bấm chắc chắn này nha. Như vậy là các bạn đã hoàn thành cái bước là bạn bán cái sản phẩm đi thì các bạn sẽ thu về được cái lợi nhuận là từ 2% cho đến 8% tùy theo cái số tiền mình đầu tư. Các bạn nạp cái số tiền càng nhiều á thì cái phần trăm hoa hồng của mình kiếm được nó càng cao.
Rồi bây giờ để rút tiền thì các bạn bấm vào cái phần ví, bấm vào để nhập nè. Rồi các bạn bấm vào chữ rút tiền, mà trước khi các bạn rút tiền nhớ bấm vào cái thẻ của tôi, thẻ ngân hàng của tôi nha. Các bạn bấm vào thiết lập ngân hàng. Rồi cái chỗ tên người nhận thì mình sẽ điền cái họ tên của mình in trên thẻ ATM, viết hoa toàn bộ họ tên và viết không có dấu nè, viết có khoảng cách. Rồi cái mã ngân hàng thì các bạn nhập là cái tên ngân hàng của mình. Đó, ở đây bạn bấm vào thì nó sẽ có những cái tên ngân hàng để mình chọn nè. Đó, ngân hàng của bạn tên gì thì các bạn chọn tên ngân hàng đó nha. Rồi bạn nhập số tài khoản ngân hàng và bấm chắc chắn. Thì tối thiểu là 50.000 là có thể rút nha các bạn. Ok, và ở con này mình rút tiền không có mất phí rút gì hết nha các bạn. Bao nhiêu thì mình rút đúng về đúng ngân hàng bao nhiêu luôn, không có mất phí gì hết. Đó, mình rút tiền mình thiết lập tài khoản ngân hàng xong rồi thì mình rút tiền mình chỉ cần bấm vào cái nút rút tiền này nè. Và mình nhập cái số tiền mình muốn rút, nhưng mà phải lớn hơn 50.000 thì mới rút được nha các bạn. Rồi mình nhập cái số tiền xong mình bấm chắc chắn thôi. Ok, và cái con này các bạn cũng có thể kiếm tiền miễn phí bằng cái cách là mời bạn bè. Thì mời bạn bè mình sẽ được hưởng cái hoa hồng là 7% khi các bạn giới thiệu cho một người bạn đó đăng ký tài khoản và cũng nhập hàng vào bán hàng ở trên cái nền tảng này á. Thì nếu như người bạn đó nạp vào 1.000.000 thì các bạn sẽ được hưởng là 70.000 tiền hoa hồng nha các bạn, tức là 7% cái số tiền người bạn đó nạp. Và ngoài ra hàng ngày các bạn sẽ được hưởng là 0.3% cổ tức hàng ngày nha. Để mà có thể lấy đường link giới thiệu bạn bè thì các bạn bấm vào cái phần đội của tôi trước nè. Rồi các bạn sẽ biết được cái mã giới thiệu của bạn nó nằm ở đây. Cái mã giới thiệu của bạn nằm ở đây ha. Rồi các bạn sẽ sao chép cái đường link màu xanh mình ghi ở phía bên dưới phần mô tả. Đó là cái đường link để dẫn vào cái trang đăng ký. Các bạn sẽ lấy cái đường link đó, bạn copy cái đường link mà các bạn đã đăng ký tài khoản trước đó đó. Bạn lấy cái đường link đó bạn gửi cho bạn bè, và sau đó bạn kêu bạn bè của bạn nhập vào cái mã giới thiệu này của bạn. Là cái người bạn bè đó sẽ trở thành cái người cấp dưới của bạn, và khi người bạn bè đó nạp tiền thì bạn sẽ hưởng được là cái hoa hồng nạp là 7% nha. Rồi thì nền tảng này nó có một cái trang fanpage đây các bạn. Các bạn cũng tham gia thì nhắn tin qua cái đường link mình ghi ở phía bên dưới phần mô tả luôn nha. Ok, như thường lệ thì sẽ là một chương trình mini game trên kênh của mình, quay ngẫu nhiên để chọn ra một cái bạn may mắn nhất đã bình luận trên video mới nhất của mình để trao tặng cái phần quà là 10k Momo hoặc là 10k thẻ cào nha các bạn. Rồi theo như máy tính nó thống kê thì trong cái video mới nhất của mình có 21 bạn đã bình luận phía dưới. Thì bây giờ mình sẽ bấm một cái nút bắt đầu này, máy tính nó sẽ chọn ngẫu nhiên ra một cái bạn may mắn nhất nha. Xem ai sẽ là bạn may mắn nhất. Bạn chúc mừng bạn Đinh Du Vũ 2 nè. Bạn hãy liên hệ với mình qua số Zalo là 0926 571 554 để nhận phần quà là 10k Momo hoặc là 10k thẻ cào. Những bạn nào chưa may mắn ngày hôm nay hãy nhớ bình luận phía bên dưới video này, thì trong video tiếp theo biết đâu bạn sẽ là người may mắn. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.